Đầm thu đông nhé mọi người ơi. Xem một tí. Đầm thu đông nha. Chuẩn bị em khui đầm thu đông nha mọi người, để chuẩn bị cho ngày mốt nha. Ra shop em mọi người ơi. Đầm thu đông nha. Mọi người vô coi nha. Đầm thu đông nhé mọi người. Ok nè. Chọn nó đi, nó nặng thật. Rút được mà. Rút theo đường của nó. Thank you.
người bao mới luôn nha. Đành xuống nha. Một đành xuống nha. Áo đỏ nào vậy bạn ơi? Đầm nở đầu tiên là 100k nha bạn. Vải bao chắc luôn nha. Cái này đẹp lắm nè mọi người. Wow. Cái này đẹp lắm mọi người ơi. Vải cực đẻ lắm nhiều người, vải cực xịn luôn nha. Anh lấy cái này lên sắp lên lên này lắm. Đủ phong nha mọi người. Một cái đầm suông nha. Wow, cái này đẹp lắm mọi người. Đầm bông nha. Một cái đầm bông đây. Đầm bông xòe. Hàng này là đủ, người lớn cũng có nha mọi người. Đủ phôm nha, rộng ôm, chữ E, xòe gì cũng có đó. Này đi đây. Wow. Cái này đẹp quá đẹp luôn nè. Có theo nhân thì mọi người theo hình con bướm nè. Một cái đầm đen nha, đua cá nha, ở trên là pha riêng nha. Thank you.
anh này không đủ hàng luôn nè. Ôm ôm nha mọi người. Chắc coi giảng mạnh luôn. Chắc sẽ xịn luôn. Hyundai em. Hàng Hyundai là 2 ngày nữa, 3 ngày nữa mới về hàng Hyundai nha em ơi. Một cái đầm nha, ở trên ở dưới là pha ren nha. Chắc ren đây, một cái đầm đen ren, đầm đen ôm đây. Da lộn nha mọi người, một cái đầm đen màu đè nha, một cái đầm màu đè da lộn nha. Nó luôn như chính giữa này. Riêng ôm xuông chấm bi. Một cái bi xòe nè. Phôm này là phôm suông nhiều lắm nha mọi người. Ai thích được phôm suông nè, cái gì thì mốt ra hàng ra shop nha. Đầm phôm suông rất nhiều nha. Đủ size luôn nha, size lớn cũng có nha mọi người. Một cái đầm đen đây. Chở vai nha. Có hai dây trên cổ nha. Chở vai nè. Đầm đen đẹp nè mọi người. Một cái đầm suông màu xám nha. Cái này đẹp nè nha. Năm nay kiểu như là áo dẻ với váy vậy á. Ở trên không có mũ nha mọi người. Chung cái này là hàng đặc luôn nè. Ở trên này là dịch kim nha. Một cái đầm đỏ cho dịch kim nè. Dạ chị Ngân Huỳnh ơi, ngày mốt nha chị ơi, ngày mốt đem đây shop nha chị. Đầm đen vải cực chắc, vải co giãn mạnh luôn nha. Có một cái mũ nha, phía sau là có chữ nha mọi người. Suông này, đầm suông. Cái này là người lớn mặc sang lắm này mọi người. Hộp rất đẹp luôn này.
Hiện ra bên đây toàn là hàng của size phông xuông thôi nha mọi người. Phông đẹp vải, coi giãn đẹp không nha. Một cái bông nha. Cái này vải cực chắc luôn á. Mới cực mới luôn nè. Hầu như cái này là mới 99% luôn á mọi người. Cái đồng này ok nha căn nè. Cái này đẹp ghê luôn. Đầm đen nha. Xa ép nè, cái nơi chính giữa nè, phôm xuông nha. Đây là mạch bên phôm cực đẹp luôn nè mọi người. Đầm đen nha. Cái này là phong chuẩn luôn nè mọi người. Gì trời. Cái này mà đẹp lắm nè. Phải chắc luôn nha. San mờ nha. Một cái đầm caro. Một cái đầm tím thì trung nha. Màu tím này mọi người. Đầm kiện đây là vải chắc lắm nha mọi người, không có. Vải nó coi giãn mạnh luôn nha. Cái này trời ơi, cái này đẹp lắm nè. Ô cái này đẹp ghê luôn mọi người. Mới tới 100% luôn á. Cái rô này phông xuông nè. Trời ơi, cái vải đẻ lắm luôn. Kiện của mình đầm này là toàn đầm xuông thôi nha mọi người. Mà đầm xuông là vải đẹp không nha. Trời ơi, cái vải này, cái này cũng đẹp nữa nè mọi người. Ai quan tâm cái gì rồi, ngày mốt mọi người ra shop của mình á. Mà đem mấy đầu mình đem hàng đầm ra bán nha. Trời ơi, đầm toàn đầm dài thôi nha. Đầm này đẹp quá nè. Hồ đây em. Hàng hồ đây là 3.000 nữa gì nha Hồ Như ơi. 3.000 nữa gì nha em Hồ Như.
Ba nghe nụ gì nha em. Trời ơi, những đầm người lớn đẹp lắm nha mọi người, cực sang luôn nha. Đầm người lớn sang lắm nha mọi người. Thu Thương ơi, mình chỉ quay cho khách biết là ngày mốt là mình sẽ dì hàng đầm nhau, đầm thu đông nha mọi người, mình quay cho khách biết nha. Khách ra shop nha, tại vì mình không có thời gian để mình like từng mẫu nha mọi người. Nó nhiều lắm, một kiện đầm nó nhiều lắm. Toàn là phong xuông thôi nha. Những ai thích phong xuông là ra ngày mốt là ra shop của em nha. Toàn phong xuông đẹp thôi nha mọi người. Toàn phong xuông không nha mọi người ơi. Kiện này toàn phong xuông thôi. Đây là đầm dịch kim nè. Đây là vải, đây là vải dịch kim nè mọi người, vải cực kim đẹp lắm luôn. Toàn là phong xuông thôi, kiện này là chắc là kiện phong xuông luôn rồi á. Phong xuông đủ size nha. Những cái đầm xòe là toàn đầm đẹp thôi nha mọi người, không có xấu nha. Phải có giãn đẹp lắm nha. Một cái đầm, một cái yếm nha. Trời, cái yếm này đẹp quá đi. Phải chắc quá chắc luôn đi, còn mạc luôn nha mọi người. Còn mạc luôn nha. Đầm ren nha. Một cái đầm ren đây. Đầm ren nha. Đây một cái đầm đẹp quá trời luôn. Ở dưới có một cái gọng nha. Đầm xịn thôi nha mọi người. Chắc vải xịn không nha. Chắc vải xịn thôi nha. Chắc vải xịn hết nha. Chắc vải xịn luôn nè. Vải xịn hết nha mọi người. Vải xịn hết nha. Những ai yêu thích đầm phong xuông thì ra cho em nha. Phải xịn hết nha mọi người. Phải xịn hết nha. Chắc phải xịn không nha. Chắc phải xịn luôn nè. Những ai yêu thích đầm phong xuông thì ra cho em nha. Kiện này là kiện đầm phong xuông luôn á. Mà phong xuông mà đẹp thôi nha mọi người, toàn là phong đẹp không nha, bông đẹp họ tiết đẹp lắm nha. Em nhìn nó ghiền luôn á. Nha. Thằng này cá đa nịt nha. Một cái đầm nha.
Kiện này đầm sai to nhiều lắm nha mọi người. Những ai sai to này là mai tối như ngày thứ hai vừa ra shop em đi. Sai to là toàn đầm đẹp không? Phải chắc không? Cái nào mông đô le ơi? Tại bây giờ thì không như hết. Một cái đầm màu xanh nha, trên cổ là có đính cườm nha. Đầm màu xanh trên cổ có đính cườm này. Ôi một cái đầm bông đây, một cái đầm bông đây. Đầm bông này size đây đây, size đẹp đây, size to đây. Nhà ai mặc đi tiệc cửa cực đẹp luôn. Bông cực đẹp luôn nha. Hai bên cái viền cổ là có cái đây nha mọi người. Màu xanh nào em mông đô le ơi? Màu xanh cái đây đẹp phỏng mà em. Còn phôn xuông mọi người mà toàn họ tiết đẹp lắm luôn. Chị Ngọc ơi, chị Ngọc ơi, chị Ngọc có coi đó được không? Chắc là thứ hai á, chị ra chị hốt hết luôn đi. Toàn phôn của chị không chị Ngọc? Phôn xuông nè, phôn xuông đẹp nè. Thứ hai ra hốt hết luôn đi chị Ngọc ơi, có coi đó không? Một cái đầm nha. Ở trên vải có giãn nha. Bên hông là có khuyết nè. Mặt cực đẹp luôn. Bên em á, đầm xòe á, khi để đầm xòe rồi là nó dài luôn nha. Một người quay đầu gối mang hút cao đi tiệc cực đẹp luôn nha. Cái này đẹp lắm luôn. Có khuyết nách nha mọi người. Có khuyết bên hông nha. Này có khuyết bên hông nè. Đầm người lớn đây mọi người. Đầm người lớn này nha. Đầm người lớn là toàn đầm sang thôi nha. Họ tiết sang lắm nha. Đầm người lớn là đầm sang lắm mọi người. Cái gì màu xanh đây? Màu xanh nha, màu xanh ngọc nha. Wow. Siêu phẩm nha. Đây là cái siêu phẩm nè. Một cái siêu phẩm nha. Siêu phẩm mà nó khổ vậy á mọi người. Một đầm suông siêu phẩm nha. Cái này trong shop béo mấy trăm luôn á.
Đây nha, à bên có hai đường nhập vàng nha, phía sau là có in chữ nha, đầm suông nha, có mũ nha, phải coi giãn cực mạnh luôn. Rồi cái này đẹp lắm nha. Cái này đẹp lắm nha mọi người. Cái này đẹp lắm nha. Cục làm phun suông nha, vải cực đẹp nha, màu đen nha, có giãn. Để mình kiếm siêu phẩm nữa rồi đấy. Siêu phẩm. Tay đẹp nè mọi người, một cái đầm đỏ bạc đô ở trên nha, ở dưới là sọc rằng nha, ô nha. Tay bên đây là tay riêng nha. Trời ơi, một cái làm caro suông vải chắc luôn nè, coi giãn mạnh luôn nè. Bên hông là có đường nút nha mọi người, có xẻ tà nha. Một cái đầm caro suông nha. Cái nút nó đẹp lắm mọi người, coi cái nút này. Nút cực đẹp luôn. Cái này mà mẹ đơn tôn dáng lắm đó. Cái này caro ở ngoài màu đẹp lắm nha mọi người. Màu của người rất là đẹp nha, đẹp hơn trong hình nhiều nha. Một cái đầm caro màu đỏ nha mọi người. Hình Dung Dung ơi, mỗi cái mỗi giá nha em. Mỗi cái mỗi giá nha em Hình Dung Dung. Một cái caro màu xám nha. Các nàng tiểu thương nào mặc cái này dễ thương lắm này. Tay là tay dễ áo sơ mi nha. Tím nha, đèn tím này đẹp lắm à, đẹp lắm à. Toàn phun suông thôi nha mọi người, phun suông rất đẹp luôn. Cái một cái đầm đen xòe. Cái ba chính giữa, một cái này chính giữa nha. Đầm đen xòe nha. Đầm đẹp nha mọi người.
gì đó. Một cái đầm màu đen nha mọi người, ở hai góc bên sọc nha, đầm suông nha, có mũ nha, que gối nha, đầm suông ôm phải coi giảng. Coi giảng luôn, bao mới luôn. Một cái đầm suông luôn, ôm đẹp luôn. Một cái suông đen vải đẹp lắm mọi người ơi, rồi vải sướng lắm. Một cái cây rương nha, kiểu hai lốt nha. Mọi người ơi em tách nha, để giờ em bắt đầu em ngồi em soạn hàng nha mọi người. Để cái gì thì rồi sáng thứ hai mọi người ra shop em nha. Sáng thứ hai là em mở cửa nha mọi người. Em mở cửa rồi em bán đầm đó nha. Em đi làm ra bán nha mọi người. Sáng thứ hai nha mọi người, ra shop nha. Ở 42
đường Võ Lai đi vô bên trong chợ cô Sáu, em bán ở gần mấy hàng lô hàng mỹ phẩm luôn nha mọi người, bên trong chợ cô Sáu nha chứ không phải bên ngoài đâu.